Hello, xin chào tất cả các anh, các chị đang xem kênh YouTube của shop Tuấn Hương ạ, chuyên hàng xi chính hãng nhá. Hôm nay thì em mẹ lên báo giá các bác một lô giày thể thao nam nhá, hàng mới về. Mọi người mua hàng thì kết bạn với em bằng số 0963 090994 nhá mọi người. Hoặc là gấp thì gọi điện cho em nhá. Và đừng quên bấm kênh theo dõi của shop Tuấn Hương chuyên hàng xi chính hãng. Mọi người mà thấy video này hay thì mọi người bấm kênh nhé mọi người. Đến với cả mã đầu tiên nhé, một đôi giày thể thao Nike dòng Nike Run Switch nhé. Đôi này mã 03 size 40. Thế rồi em ốm rồi. Mã 03 size 40 nhé mọi người nhé. Mã 03 size 40. Đôi này 450 nhá, mới cực kỳ luôn. Em quay các góc đường kim mũi chỉ cho mọi người xem nhá. Nói chung là giày này là vẫn nguyên bản nhá, không hề bị dán lại keo hay là bị làm sao nhá mọi người nhá. Chết rồi. Thời tiết thay đổi mọi người ạ. 450 nhá, mã 03 size 40, 450. Tiếp ạ. Một đôi Nike E nhá. Đôi này mã 5052 chân 42,5 43 đi vừa nhá. Rất đẹp. Vải lưới nhá mọi người. Vải lưới. Rất mới nhá. Để đi chơi cầu lông là hết sảy con bà bảy luôn. Mà màu pha phối cũng rất là đẹp mọi người ạ. Pha phối màu rất đẹp luôn ấy. Đôi này 400 nhá mọi người nhá. 400 42,5 43 đi vừa, mã 052 400k. Tiếp ạ, đến với mã tiếp theo này. Một đôi giày Nike chạy bộ nhá. Dòng này thì quá quen thuộc rồi. Rất đẹp nhá mọi người. Đế này, nó còn mới nhá. Đôi này mã 037 chân 41 nhá. 037 chân 41. Đôi này 350. 350 nhá. Made Indo nhá. Đôi này sản xuất tại Indo nhá. Tiếp ạ. Bác nào thích Nike thì lại có thêm một đôi Nike nữa nhá. Nike Room. Đôi này mã L32 chân 40,5 41 đi vừa nhá. 40,5 41 đi vừa, rất đẹp. Đôi này cũng made Indo nhá mọi người. Indo. Đẹp không? Rất đẹp mọi người nhá. Đôi này 350 nhá mọi người. 350. Tiếp ạ. Lại một đôi Nike tiếp theo nhá. Đợt này em lấy rất nhiều Nike. Mã hộp các bác tha hồ mà chọn luôn. Rất đẹp. Đôi này mã 014 nhá, chân 41. 014 chân 41, đôi này 450 nhá mọi người. Rất mới, rất đẹp. Màu đen thì rất dễ phối, mặc với cả đồ gì cũng được. Tiếp ạ. Một đôi đến từ thương hiệu Prospect nhá. Mã L57 chân 44,5 45 đi vừa nhá. Bác nào mà chân to thì lấy đôi này nhá. Mới, trắng, nguyên bản luôn. Đế này, rất là mới luôn. Đôi này 500, nói chung là đẹp, trắng như học sinh luôn.
trắng cực kỳ luôn mọi người ạ. Cái này mặc với là quần bò thì quá đẹp luôn, 500 nhá, mã L 57. Chưa ạ. Một đôi Nike Air tiếp nhá. Cái này màu nâu gụ nhá, pha với cả màu trắng với cả màu cam. Rất là nổi nhá. Mã M 16 chân chân 43. 400. Rồi 16 chân 43 nhá, 400. Này. Rất mới nhá mọi người. Một đôi đến từ thương hiệu Salamun. Salamun. Đôi này mã 023 chân 42 nhá các bác nhá. Sản xuất tại India nhá. India này. Đôi này 450, size 42. Size 42. Tiếp ạ. Đôi này này rất đẹp nhá, đôi mặc rất là quần bò là chất cực kỳ luôn. Đế này, nó còn mới nhá, nguyên bản không hề gắn lại keo hay là làm sao nhá mọi người. Mã 08 chân 44 nhá, 450. Nguyên bản. Nguyên bản nhá. Đẹp cực kỳ luôn, size 44. Bác nào mà đi size 4 chân 44 thì đừng bỏ lỡ đôi này nhá, bởi vì đẹp lắm. Tiếp ạ. Một đôi của Hàn nhá. Made in Korea. Mã M19 nhá, chân 42,5 43 đi vừa, giày của Hàn đế bằng nhá. Da lộn kết hợp với cả màu trắng pha đen nhá, rất đẹp luôn, rất mới. Đôi này mặc với cả quần bò, quần kaki rất đẹp luôn. Quần bò, quần kaki ấy, rất đẹp nhé mọi người. Tiếp ạ. Một đôi này mã M19 chân 42,5 43 đi vừa nhá, 450 này. Tiếp ạ. Một đôi Liu Bala nhá. Đôi này cũng đẹp. Đôi mặc quần bò đẹp lắm. Mã E3 chân 42 nhá. E3 chân 42. 400. Tiếp ạ. Một đôi giày của Hàn nhá. Giày này của Hàn mọi người ạ. Redes gì ấy. Em không biết đọc tiếng Redes. Redes nhá. Giày của Hàn nhá. Made in Korea nhá mọi người. Chữ Hàn đây, trong ngoài toàn chữ Hàn này. Đây mã 5 chân 42,5 nhá. 43 đi vừa nhá. Đôi này mới cực kỳ luôn ạ. Đôi này 500. Em zoom gần cho mọi người. Đẹp cực kỳ luôn. Đế này. Nói chung là đẹp lắm. Rất nhiều mẫu mới. Mẫu đẹp. Tiếp ạ. Một đôi đến từ thương hiệu Flex nhá. Mã L 35 chân 42. 300. Bằng vải lưới nhá mọi người. Đi bộ hay là đi đâu cũng nói chung là nhẹ á, nó thoáng mát. Này. Đế rất là nguyên. Đôi này không hề dán hay là đi lại đường keo nhá mọi người, rất mới. Mã L 35 chân 42, 300k nhá. Đó. Một đôi gà nhá. Đôi đắt tiền lắm mọi người nhá. Đôi 4-5 triệu không.
Tôi này mã L58 size 40 nhá. L58 size 40 đôi này 350 nhá mọi người. Đôi này đắt tiền đấy. 4 5 triệu một đôi này cơ. Màu nó cũng rất là nổi nhá mọi người. Màu cam pha với cả màu xanh nước biển nhá. Các bác nào mà hay chơi thể thao ấy, đi những màu này nổi lắm nhá. Rất là nổi ạ. Tiếp ạ. Một đôi đến từ thương hiệu Prospect. Đôi này mặc với quần bò mới hợp mọi người nhá. Mã L26 chân 44,5 45 đi vừa nhá. Đôi này 400. Đôi này đi với giày thể thao là hợp nhất mọi người nhá. Còn lại mọi người thích đi với gì cũng được, nhưng mà em nghĩ là mặc với cả quần bò là đẹp nhất. Mặc với cả quần bò, quần gió. Mùa đông ấy mọi người mặc màu quần mặc quần gió rất đẹp nhá. Tiếp ạ. Một đôi đến từ thương hiệu Acid nhá, đế băng nhá. Đôi này mặc với quần bò hay quần kaki đều được, quần gió cũng được mọi người ạ. Đôi này mã 314 chân 43 nhá. 300k. À các anh có thích mặc đồ gió không? Ngoài giày ra ấy thì là nhà em cũng có chuyên sản xuất quần áo gió nhá mọi người. Quần áo gió này, rồi là quần nỉ này, dành cho con trai nhá mọi người. Đồ bộ hoặc là lẻ quần cũng có, mà lẻ áo cũng có mọi người nhá. Mọi người mà thích thì inbox riêng cho em nhá, em chụp ảnh em gửi cho mọi người nhá. Cũng gần lạnh rồi. Đồ thu thu mọi người cũng sắm dần đi. Tại vì là mấy cái đồ gió đấy mình mặc mùa thu nó hợp hơn mọi người ạ. Cũng sắp lạnh rồi, mình mua trước đi. Mã 314 chân 43 nhá, 300k. Đấy, mọi người mà thích cả giày cả quần cả áo mà đi phối với cả nhau cho nó hợp ấy thì mọi người inbox riêng cho em nhé. Em có cả đồ gió này, quần nỉ nam nhé, quần nỉ nam mặc đi chơi cũng được, mà mặc ở nhà cũng được mọi người nhé, đi chạy bộ buổi chiều mặc quần gió quần nỉ rất ấm luôn. Tiếp ạ, một đôi đến từ thương hiệu Stoker nhé. Đôi này mã L31 chân 38,5 39 đi vừa nhé. 38,5 39 đi vừa. Hãng Stoker. Đôi này 350. 350 nhá các anh nhá. Tiếp ạ. Một đôi Adidas màu đen. Bác nào thích đôi nào từ nãy đến giờ thì các bạn Zalo với em nhá, chụp ảnh gửi cho em nhá mọi người. Sáng nay từ sáng đến giờ em đóng hàng mệt nghỉ luôn đấy. Tranh thủ buổi trưa con ngủ thế là cũng đóng hàng. Sáng giờ rất nhiều khách lấy. Cả hàng xả, chủ yếu là hàng xả rồi là hàng mới cũng rất là nhiều mọi người nhá. Ngày mai thì em sẽ lên giày tây cho mọi người. Giày về rất nhiều rồi. Giày tây nhưng mà lại dáng thể thao ấy, mình mặc với cả quần Âu cũng được, quần bò cũng được. Nói chung là rất là đẹp nhá. Đợt này em lấy về rất nhiều mẫu mã đẹp. Mã L19 size 39 nhá mọi người. Đôi này 400. L19 size 39 400. Rất mới ạ. Tiếp ạ. Một đôi Nike nhá. Dòng Nike Max Air. Đôi này thì quá đẹp rồi, không còn gì để nói. Màu này cũng đẹp. Nói chung là chơi các bộ môn thể thao rất là nổi. Đôi này đi chơi cầu lông thì đỉnh chóp luôn. Đế ma sát. Đôi này mã H2 chân 42 nhá, 450, mới cực kỳ. Nói chung là hàng mới vẫn còn khoảng 97-98% mọi người nhá, không hề đi lại đường keo bất kỳ một cái gì cả, nguyên bản. Nguyên bản luôn. Tiếp ạ.
Đôi này rất đẹp nhá. Đôi này thì mặc với cả quần bò là hợp nhất. Đôi này là của hiệu Non Mắc Kinh nhá. Non Mắc Kinh. Đôi này sản xuất tại Los Angeles mọi người nhá. Los Angeles. Đôi này mặc với cả quần bò thì quá đẹp. Đôi này mã C12 chân 41 nhá. C12 chân 41. Đôi này 350 nhá. Anh nào đi vừa thì lấy giúp em. Các bạn, một đôi đến từ thương hiệu Lưu Ba Lan nhá. Màu ghi xám. Đôi này thì dòng chạy bộ nhá. Nói chung là rất là đẹp mọi người nhá. Ở đây có lỗi nhẹ mất một chút nhá. Lỗi nhẹ mất một chút. Bác là mà lấy đôi này thì em bán rẻ cho mọi người nhá. Đôi này mã E4 chân 42,5 nhá mọi người. 43 đi vừa. Đôi này em bán 300 nhá. Hơi lỗi một chút. Còn lại thì nha, đẹp. Nguyên bản, không hề dán lại keo là gì cả. Đế còn rất là mới này. Đấy. Đôi này bán 300 nhá mọi người. Bác nào đi vừa thì lấy đôi này giúp em. Đi lao động cũng được mà đi làm nhá mọi người. Tiếp ạ. Đôi cuối cùng nhá. Một đôi dòng của thương hiệu Nai. Đẹp không? Pha phối rất đẹp. Mã H28 chân 42 nhá, 400. Mới cực kỳ luôn, nguyên bản không hề đi keo lại hay là gì nhá mọi người. Độ mới của con này nó rơi khoảng 98%. Nói chung là rất mới nhá, rất đẹp. Made in Đô nhá. Made in Đô. Nói chung là giày của bên em thì 100% là chính hãng mọi người nhá. Mọi người check thoải mái trước khi nhận hàng. Mã H28 chân 42 nhá. 400. Bác nào thích mã nào ấy thì các bạn Zalo với em nhá. Xong rồi chụp ảnh đọc mã đọc size gửi cho em. Thì chốt đơn qua Zalo nhá mọi người. Cần gấp thì mọi người gọi cho em theo số điện thoại 0963090994 nhá. Bây giờ em sẽ lên video để cho các bác có thể xem luôn. Và tranh thủ chốt đơn luôn thì là buổi tối em sẽ đóng hàng, ngày mai đi hàng sớm cho mọi người nhá mọi người. Ngoài giày thể thao ra thì em có thắt lưng, có ví da, có kính mắt nhá mọi người. Bác nào thích các mặt hàng nào thì inbox riêng cho em nhá. Em sẽ gửi hình ảnh mẫu mã bên em cho mọi người xem. Và mọi người đừng quên bấm kênh theo dõi của Shop Tuấn Hương chuyên hàng xịn chính hãng nhá. Để khi mà bên em ra một cái video hay là một các chương trình xả hàng như nào đấy, hoặc là sale chẳng hạn ấy, thì mọi người có thể là hiển thị lên ấy, thì mọi người sẽ xem được đầu tiên nhá mọi người, để mọi người sẽ không bỏ lỡ. Đấy, 400 nhá, size 42, mã H28. Rồi, bây giờ em sẽ lên video luôn đây. Em chúc mọi người buổi chiều vui vẻ. Em chào tất cả mọi người.